Chỉ với ba học âm giọng mi thứ là bắt đầu bằng mi thứ để chúng ta có thể chơi được rất là nhiều bài hát luôn. Tại vì mỗi bài hát thường đa phần phải cấu tạo chính ở ba học âm. Mi thứ là hát bằng nè. Ở đây mình đang nói với giọng mi thứ nha. Còn la thứ là nó nằm ở cái bài khác rồi. Hôm trước đã nói rồi. Giọng mi thứ thì hát thấp là xuống là C7 là hát cao. Như vậy chúng ta sẽ thấy hình sin như vậy nè. Mi thứ rồi xuống thấp. Xuống giọng thấp là la thứ. Hát cao là C7 rồi trở về mi thứ. Ví dụ áp dụng vào bài Diễm Xưa chẳng hạn. Chiều nay còn mưa, sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vui, làm sao có nhau hằng lên nỗi đau. Rất rõ ràng luôn, mình thấy nó rõ ràng phần cao nè. Đau bước chân em xin về mau, vẫn còn C7 à. Mi thứ là chủ âm nên sẽ xuất hiện rất nhiều. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, nhịp dần nè. Làm sao em nhớ những vết chim đi, xuống giọng à. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, lên bậc năm là C7 chuẩn bị về mi nè. Để người phiêu lãng quên mình lãng du. Khi mà chúng ta tập á thì chúng ta nhịp chân rồi chúng ta lắng nghe cảm nhận, từ từ cái cảm âm của quý anh chị sẽ tăng lên, giống như chương trình guitar tâm phúc gì tích tiểu thành đại. Chúc quý anh chị các bạn có nhiều sức khỏe, cuộc sống luôn luôn an lạc. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Tùy bài hát Bolero mà chúng ta chỉ cần sử dụng ba hợp âm là cũng có thể đàn được một bài hát rồi. Như vậy la thứ là chúng ta hát bằng, còn re thứ là hát thấp, mi 7 là hát cao. Còn chúng ta sẽ thấy la thứ xuất hiện nhiều hơn. Ví dụ mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, là thứ nè. Tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm mây mưa rơi, tách cà phê ấm môi. Môi là thấy mọi người thấy không, mình hát cái giọng thấp xuống. Môi hay dấu quyền hoặc dấu nặng, những cái tự đó thì nó xuống xuống giọng á, thì là mình xuống xuống đi thử. Cà phê ấm môi mình ngồi ôn lại những phút vui, bắt đầu cao lên là mi à, vậy thì mi thứ là bậc năm hát cao. Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Cần phải đục khoét thùng bít cúp dán AD20 kèm với lại dây 5m hay dây bao nhiêu mét cũng được, tùy quý anh chị các bạn. Bông, chúng ta cứ tháo ra thoải mái, là dán tháo ra. Với cái đàn lát xích hay acoustic cũng vậy, chúng ta chỉ cần là dán ở vị trí dây số 2 và dây số 3 này, dán vào ha. Rồi bắt con ốc đeo dây vào đàn chỉ với cái vít này thôi, một xíu nhỏ thôi. Đó chúng ta tháo ra, không cần mũi khoan gì hết, rất là dễ ha. Đây là chuôi cắm 6 ly nên là mình chơi thì chúng ta cứ cắm dây vô, đúng không? Bộ của guitar. AD20 cộng với dây 5m tốt, và chúng ta sẽ được tặng kèm một để bắt ốc vít vào. Ưu đãi chỉ với 300.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc. Quý anh chị các bạn có thể đặt hàng tại Zalo ạ. À. Ở đây là dòng đàn full gỗ thế hệ mới 190, có tia chỉnh công cần. Tất cả đều làm bằng gỗ, âm thanh rất là hay, rất là êm tai. Giao trong thành phố Hồ Chí Minh, giá chỉ có 1.900.000 được tặng kèm bao da, cabo, giáo trình, dây dự phòng và miễn phí vận chuyển tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặt ngay tại Zalo ạ. Quý anh em tập rất là tốt, chúng ta đang tiến bộ mỗi ngày. Là trưởng. Rồi, từ đây chúng ta đẩy lên luôn nè. Dịch chuyển lên nè, là bóp vô. Đây là son trưởng gì? Tay phải quạt nè. Xuống lên, xuống lên. Cũng là hai nhịp như vậy thôi. Chậm nha, nhịp chân hát theo để chúng ta quen luôn. Nhớ về em, nhớ những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, xuống lần xuống. Nhớ anh mắt môi cười thơ ngây. Quả là hai cái cũng được. Nhớ về em, hai chuyện mắt cô đơn trở về.
trở về chốn xưa. Chọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, Từ Từ Minh Tập, Phú Điềm, giọng nữ AM là thứ đó. 3, 3, 1, 2, 3. Phố đêm đèn mưa răng răng, màu trắng như vì sao. Chuyện nhanh nè, gối đầu ngủ yên, đó cũng là hai nhịp rồi chị. Phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ còn trong đời những ngày thương tình lớn. Mây đen làm úa trăng ngày, cho nên còn tiếng say mềm. Từ từ cũng sẽ được thôi chị ơi. Trước thêm ngàn lời vu vơ, vì người hay mơ dòng đời như thơ. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, Từ Từ Minh Tập. Tháo ra nè. Nó có cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dự phòng nữa mà. Với đèn giáng xích á, chúng ta phải giáng sát như vậy nè. Còn volume này Khánh chỉnh mát luôn nha. Dạ 3 mét. 100 ly á. Đối với cái dòng AD35 này á, đa phần nó sẽ không có hú è. Nó không có hú è. Đó, ở trong đây nó có bo mạch đó, chống nhiễu luôn, chống hú luôn. Đi xa cái đánh còn tiếng là tiếng loa đó. Còn đây là Khánh đánh rất là nhỏ. Trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì sông ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, Từ Từ Minh Tập. Dây đeo tiện lợi dành cho mọi đàn guitar thùng đứng để biểu diễn. Tháo tem, nới lỏng theo ý thích, có thể dài đến 1m2. Đeo vào thuận tiện. Cái móc này móc vào miệng đàn guitar thùng đứng biểu diễn. Khi đôi môi em còn đỏ, em muốn nói em yêu anh. Say còn trong hơi thở, lại gần hôn anh. Thử với đàn lát xích cũng vậy, móc vào miệng lỗ đàn. Anh muốn đi cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa là nơi sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Trong mọi là đàn guitar thùng chỉ với 88.000. Miễn phí vận chuyển toàn quốc. Khi mua thì tặng kèm với một giáo trình guitar. Đặt ngay tại Zalo ạ. 3, 3, 2, 1. Đường hành quân nắng cháy xa người, tuổi thơ thiếu vui để vẫn thương mình thương đời. Nhiều đêm trong giấc mộng, mồ hôi kêu tên em, kêu chỉ một tên. Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắng bay nhân gian, để đêm khói thốt tay và tìm nhau thấy gần ngủ trên cỏ mây. Thường khi vào tôi nhớ thương mây, nhớ cả người.
bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Tới giờ tập đàn, bây giờ để sách ở đâu đây? Ở đâu? Nhớ rồi, giá để sách nhạc. Bốc hàng. Wow, xếp lại gọn ha. Wow, mới đẹp. Kim loại chắc chắn. Mở lên, bẻ ra, xiết ốc, đặt chạm, bung lụa, nới lỏng ốc, điều chỉnh độ cao tùy thích, có thể lên đến 1m6 luôn. Xiết ốc lại, để điện thoại được luôn. Giữ giấy lại, chơi nhạc. Anh muốn vượt cùng em về vùng miền Bắc, mình sẽ sống những ngày hè trong năm xưa. Ưu đãi đặc biệt quá để sách. Tặng kèm giáo trình chỉ 139.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc. Liên hệ Zalo giùm bên em. Cảm ơn quý anh chị và các bạn. Tập ngay cái điệu này mà đi đâu chúng ta cũng chơi được, áp dụng rất rất là nhiều bài. Một lần gian dở disco nhịp 24 bùm đánh bằng tay nè thì nó dễ hơn. Ba chân đặt chân cứ như vậy, chúng ta cứ vậy. Ba chân đặt chân nhịp 24, ba chân đặt chân, làm cho nó quen nhịp trước, sau đó chúng ta có thể làm được nhiều thứ khác hay hơn. Khi mới thương nhau là giống ngay chữ nhau nè. Khi mới thương nhau em hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắc son một lòng, dẫu khổ thế nào tình mình cũng không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Cùng chất đập chất, bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Sẵn đây thì Khánh xin nói luôn, cái đàn lá xích thì mình chỉ nên dây thay dây lá xích, dây nylon này, lá xích cô này, guitar string này, đây là dây lá xích ha. Thì cái đầu đàn mọi người thấy không ạ? Đó, đây là cái đàn lá xích, không nên thay dây sắt vào đây. Đó, chúng ta chỉ nên thay dây nylon thôi. Và bộ dây này rất là hay, bộ dây này là bộ dây AC139 size N nè, dây nó rung rất là tình cảm luôn, mọi người thấy không ạ? Và cái dây này đã xài 6 tháng rồi nhưng mà nó vẫn còn rất là rung tốt. Đó, nó cái độ bền nó khá là cao, AC139 nha. Bộ này thì 150.000, mua 2 bộ thì 300.000 sẽ được miễn phí vận chuyển. Mua 2 bộ mới được miễn phí vận chuyển nha anh em. Đó, đồng thời thì 2 bộ sẽ được tặng kèm cái giáo trình cho anh em để anh em tập đàn chung với guitar 5 phút. Bên cạnh đó tặng cái tay quay cho anh em luôn nha. Đó, bên cạnh đó tặng luôn cái hộp bích này để anh em dán ở đây nè. Khi nào anh em muốn đánh bích thì anh em đánh. Đó. Thì 2 bộ lá xích sẽ là 300.000. Dây này rất là hay luôn, rất là bền luôn. Đó, để mình để dành một bộ mình thay, một bộ để dành. Anh em bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận những ưu đãi tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều.